mở quyển kinh khoa hội tờ thứ mười lăm kinh văn hàng thứ tư kinh văn hàng thứ tư tinh cần cầu tác cung thận bảo trì tu tập công đức mãn túc ngủ kiếp cái đoạn đề mục này là đại nguyện sợ y bên trong phân ra bốn đoạn nhỏ đoạn nhỏ thứ nhất quán sát đoạn nhỏ thứ hai chọn lựa lần trước đã giới thiệu qua với các vị hôm nay chúng ta xem qua cái đoạn nhỏ thứ ba ở trong những đề kinh chúng ta có thể thể hội được nguyên do thế giới tây phương cực lạc của a di đà phật dùng lời hiện đại mà nói chính là lịch sử của thế giới cực lạc ở trong phật pháp gọi là duyên khởi của cực lạc nó từ do đâu mà ra vì sao mà có a di đà phật vì sao phải kiến tạo ra thế giới Tây Phương cực lạc? Kinh văn tuy là không phải rất dài Nghĩa lý trong đó thì Sâu rộng, vô hạn Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội Ngày quán sát hư không pháp giới tất cả cõi nước chư phật y chánh trang nghiêm trong đó nghiệp nhân quả báo đều rõ ràng đều tường tận sau đó ở chủ này chọn lựa một lòng chọn lựa chọn lấy chính mình đã mong muốn do như vậy mới kết thành ra thế giới tây phương cực lạc đại nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh tu hành chứng quả nguyện là có rồi nếu như không có hành trì để thực hiện cái nguyện vọng của mình thực tiện cái nguyện vọng của mình cái nguyện vọng này là trống không đó là hư nguyện cho nên nguyện nhất định phải có hành hôm nay cái đoạn này là nói hành làm thế nào thực tiện cái nguyện vọng của ngài đây là cái đề mục vô cùng quan trọng đều là đáng được chúng ta học tập tinh cần cầu tác có thể thấy được người ta cầu học không phải tùy tiện mà đi học là sức dụng tâm chuyên tinh nỗ lực mà cầu. Cầu sở chính là chọn ra tinh hoa trong cõi nước chư Phật ở mười phương thế giới. để kiến tạo thế giới tây phương cực lạc chúng ta biết được tất cả chư phật như lai dạy bảo chúng sanh đều không ngoài ba mục tiêu nếu thực tiễn ba mục tiêu này dạy học mới có thành tích đáng nói làm thế nào thực tiễn nhất định phải có phương tiện khéo léo nhà phật thường nói từ bi di bổn phương tiện di môn hai câu nói này rất quan trọng quyết không thể xem nó như là người già hay nói mà không hề quan tâm vậy thì bạn sẽ không học được thứ gì từ bi di bổn chúng ta có phát tâm từ bi hay chưa cái gì gọi là tâm từ bi tâm từ bi chính là chân thành yêu thương ái hộ tất cả chúng sanh hư không pháp giới quyết định không có phân biệt không có chấp trước không phân chủng tộc không phân tín ngưỡng tôn giáo tất cả bình đẳng tâm yêu thương như vậy thì gọi là đại từ đại bi cho nên phật pháp là lấy từ bi làm gốc muốn thực tiễn lòng yêu thương này thì nhất định phải có phương tiện những gì là phương tiện chúng ta xem từ đầu đến cuối trong kinh vô lượng thọ hành trì của a di đà phật tất cả thảy đều là phương tiện bạn xem ngày vừa mở đầu nghe lời giáo huấn của lão sư không chỉ lão sư giới thiệu cho ngài mười phương thế giới cõi nước chư phật hơn nữa Lão sư dùng thần lực Đem tình hình của mười phương thế giới Biến hiện ra ngay trước mặt Ngài Để cho Ngài thấy đều xem thấy Đây chính là người Trung Quốc chúng ta gọi là Đọc ngàn quyển sách Đi dạng dặm đường Đi dặn dặm đường Chính là ngày nay chúng ta gọi là Tham quan khảo sát Trên thực tế hiểu rõ Chân tướng sự thật Khi đọc sách Là Thăm dò Lý luận của nó Hiểu rõ chân tướng sự thật thế nhưng còn đi khảo sát còn phải đi quán sát khiến cho kiến văn có thể tương ưng cái thấy cái nghe phải không có kém khuyết vì mới có thể khai trí tuệ đây là trí tuệ chân thật mới biết như thế nào để làm hình thành của mười pháp giới là vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả chúng sanh mà tạo thành ra hiện tượng hiện tại muốn giải quyết vấn đề vẫn là phải y theo cái đạo lý này trước tiên phải dạy bảo chúng sanh nhận biết luân hồi thời xưa ấn độ có rất nhiều tôn giáo khác trong kinh phật đã nói có 96 loại ngoại đạo. Có thể nói là 96 loại học phái, 96 loại tôn giáo. Những người này, trí tuệ của họ, công phu của họ đều không phải là người thông thường có thể so sánh được. Họ có năng lực quan sát đến sáu cõi luân hồi cho nên tình hình trong sáu cõi họ rất rõ ràng thế nhưng sáu cõi từ do đâu mà ra tại vì sao có thể có cái hiện tượng này làm thế nào để hóa giải cái hiện tượng này thì họ không thể biết biết được lẽ đương nhiên mà không biết lẽ sợ dĩ nhiên cho nên cái vấn đề này trước sau không có cách gì giải quyết được chư phật bồ tát xuất hiện ở thế gian chính là vì chúng sanh giải quyết vấn đề này thế nhưng chúng sanh nếu như không có suy nghĩ không có cái ý niệm muốn giải quyết vấn đề này phật bồ tát xuất thế cũng không ít gì không thể giúp được gì đây là nhà phật nói phật không độ người vô duyên người vô duyên thì không thể cảm ứng tương thông với phật bồ tát cho nên ấn độ xưa có rất nhiều cao nhân đến như vậy nhiều đại đức đến như vậy muốn giải quyết cái vấn đề này vậy thì có duyên rồi chỉ cần có cái ý niệm này chúng sanh liền có cảm ý niệm chính là cảm chư phật bồ tát liền ứng ứng hóa ở cái khu vực đó giúp đỡ mọi người giải quyết cái vấn đề này luân hồi đã là huyện cảnh của vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra cái cảnh giới này không phải là thật. Trên Kinh Bát Nhã nói được rất hay. Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đặc biệt, nói cho chúng ta nghe sáu cõi luân hồi. Cái chân tướng sự thật này là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đây là Phật ở trên Kinh Kim, Kim Cang Giảng được rõ ràng đến như vậy Thấu triệt như vậy Bạn có thể quan sát như vậy Vậy bạn chính là nhìn thấu thế gian rồi Có thể nhìn thấu Đương nhiên liền có thể buông bỏ Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước Chỉ cần bạn đem phân biệt chấp trước buông bỏ sáu cõi luân hồi liền không còn hiện tướng hư huyễn liền tiêu mất cảnh giới chân thường liền xuất hiện cảnh giới chân thường là cảnh giới gì vậy pháp giới nhất chân ngày nay chúng ta đọc kinh này thế giới cực lạc liền hiện tiền Cực lạc ở nơi đâu? Chính ngay nơi đây. Bạn không thể chuyển đổi ý niệm, thì bạn không thể thấy thế giới cực lạc, không thấy được Pháp giới nhất chân. Đây mới gọi là phàm thánh cách nhau ở đoạn tóc. Khoảng cách phàm thánh chỉ là khác nhau một niệm. Một điểm giác phàm phu liền làm thánh. Một niềm mê Thánh nhân liền là phàm phu Chính là cái đạo lý như vậy Có lẽ muốn hỏi Phàm phu làm thánh Lúc nào thì họ trở lại làm phàm phu Tôi nghĩ nhất định có người có câu hỏi này May mà ở trên Kinh Lan Nghiêm Ngài Phú Lâu Na đã hỏi thay chúng ta Chính là đem vấn đề này hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giải đáp thế nào? Tôi không nói ở chỗ này. Các vị đi đọc Kinh Lăng Nghiêm. Trên Kinh Lăng Nghiêm có đáp án rất rõ ràng. Đó là một bộ kinh điển khai trí tuệ. Mục đích giáo học thứ nhất là dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện. có lẽ mọi người đã nghe qua năm thừa phật pháp năm thừa phật pháp là ngoài ba thừa ra thêm vào nhân thiên thừa nhân thừa cùng thiên thừa đoạn ác tu thiện là phật pháp của nhân thiên thừa hiện tại có rất nhiều người nói phật pháp nhân gian phật pháp nhân gian nhất định phải đoạn ác tu thiện tiêu chuẩn của thiện ác là gì năm giới mười thiện ý nghĩa của năm giới sâu rộng vô tận từ sơ phát tâm mãi đến quả địa như lai đều không rời khỏi càng hướng lên trên càng tinh túy không luận ở trên lý luận không luận ở trên hình tướng tinh túy tuyệt luân sơ học chúng ta phải từ chỗ nào mà bắt tay vào đại đức xưa đại sư hoàng nhất biên soạn ngũ giới tướng kinh thiện yếu đây là khóa trình nhập môn đầu năm nhà thanh Đại sư Hoàng Tán biên soạn Sa di luật nghi chú giải Chú giải đó chú được tương đối tường tận Trong sa di luật nghi chú giải Đầy đủ năm giới Hướng về trước một chút trong trước tác của Đại sư Liên Trì Ngậu Ích Cũng có lời khai thị tinh túy Những thứ này đều là tư liệu quan trọng để chúng ta học tập. Phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Thế nhưng hiện tại tuy là điện tích đầy đủ cơ hội học tập quá ít không có người giảng không có người hoàng dương thế nhưng đây là giáo trình căn bản tu học của phật pháp không xây dựng trên nền tảng này không luận tu học một pháp môn nào Đều không thể có được lợi ích Gần đây Đại sư Ấn Quang Việc này mọi người đều biết Tây phương Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa thân đến Lời của Đại sư Ấn Quang Chính là giáo huấn của Bồ Tát Đại Thế Chí Chúng ta phải tường tận Phải nên Tính thọ phụng hành Ấn tổ Dùng liễu phạm tứ huấn Đặt định nền tảng Để chúng ta nhận biết nhân quả Đây là bước thứ nhất nếu như chúng ta đối với nghiệp nhân quả báo với chân tướng sự thật không hề biết chút nào tính nguyện của bạn liền không cách gì kiến lập đây là thực tế rất rõ ràng cho nên dùng loại sách này định đặt nền tảng tính nguyện của chúng ta sau đó lại dùng Cảm ứng thiên An sĩ toàn thư Phân nửa về trước của an sĩ toàn thư Là Dân xương đế quân âm trắc văn Nội dung hoàn toàn tương đồng với Thái thượng cảm ứng thiên ngoài ra bộ phận dạng thiện tiên chất đặc biệt nói rõ một điều giới luật không sát sanh bộ phận thứ ba dục hải hồi cuồng đặc biệt nói rõ lỗi lầm của dâm dục cái thiên sau cùng là hội quy tịnh độ ấn tổ dùng ba loại sách này giáo hóa chúng sanh hiện đại chúng ta ba loại sách này đã thay thế giới luật sau khi bạn đọc rồi đọc một lần là quyết định không đủ đọc thuộc ý sau y theo giáo huấn ở trong quyển sách này nỗ lực đoạn ác tu thiện nhân thiên thừa bạn liền đạt được đạt đến mục tiêu giáo huấn thứ nhất của chư phật bồ tát bảo đảm thân phận trời người quyết không đọa vào ác đạo không đọa ác đạo không tạo nghiệp nhân của ba đường ác ngày nay sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài vẫn là sẽ khởi tâm đồng niệm vẫn là sẽ tạo nghiệp nguyên nhân này do đâu tuy là đọc qua ba loại sách này lý giải không được thấu triệt công phu nhận biết không đủ hay nói cách khác bạn không thể nào đọc thuộc do đó bạn liền không thể làm đến được ý sâu hay nói cách khác không thể nào giữ được hai cõi trời người khi vừa mất thân người phải làm sao đi đến nơi nào bạn nói niệm phật cầu sanh thế giới tây phương cực lạc bạn thật có thể đi được hay không thế giới tây phương cực lạc thật có một chút cũng không giả Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta Thế giới cực lạc là dạng người tu, dạng người đi Vấn đề là chúng ta có tu hay chưa? Đồng tu nói, chúng ta đều tu rồi. Ngày ngày đều đến niệm Phật đường để niệm Phật. Kiểu dáng thì có, thật chất có hay không? Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, thành thật niệm Phật, quyết định giảng sanh. Nếu như chúng ta không đoạn ác, không tu thiện, bạn ở trong niệm Phật đường niệm Phật 24 giờ đồng hồ, vẫn là không thể giảng sanh. Chủ này phải nên hiểu, bạn niệm phật ở niệm phật đường miệng thiện tâm không thiện người xưa nói miệng niệm di đà tâm tán loạn trong lòng vẫn khởi vọng tưởng vậy thì làm sao được miệng niệm di đà tâm tưởng di đà tâm không thể nghĩ tưởng sang bậy thân lại di đà tâm tưởng di đà miệng niệm di đà ba nghiệp chuyên tinh thì được còn phải tập thành thói quen không thể nói rời khỏi niệm phật đường lại khởi vọng tưởng vậy thì không ít gì rời khỏi niệm phật đường tâm niệm phật vẫn là không gián đoạn không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn. Như vậy mới có thể bảo đảm quyết định giảng sanh. Chủ này chúng ta xem thấy a di đà Phật tinh thần tu học ở nơi nhân địa. Giọng mạnh, tinh tấn loại nghị lực này chọn lấy trí tuệ đi là chúng ta phải tu học mục tiêu giáo huấn thứ hai của chư phật là dạy chúng ta phá mê khai ngộ mục tiêu thứ nhất đoạn ác tu thiện nếu mục tiêu thứ nhất không làm được thì không thể làm được mục tiêu thứ hai cái mê của bạn không thể phá được không thể khai ngộ cho nên cái mục tiêu thứ nhất là nền tảng cho mục tiêu thứ hai các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ cho nên năm giới mười thiện là cội gốc căn bản tu hành của chúng ta. Chúng ta khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm. Nhất định phải tương ưng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cho chúng ta nghe tam phước xếp ở hàng thứ nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này làm được rồi Niệm Phật mới nắm chắc phần giảng sanh Cho nên Năm giới mười thiện quan trọng đến như vậy Cái này tu tốt rồi Lại hướng lên trên cao vào sâu kinh tạng Bạn liền có thể Phá mê khai ngộ Phá mê khai ngộ thì liền siêu diệt sáu cõi Thì không phải là nhân thiên thừa Đó chính là thuộc về tam thừa thánh giả Bạn không còn luân hồi sáu cõi Bạn đi về đâu vậy? Pháp giới thanh văn Pháp giới duyên giác Pháp giới Bồ Tát Thế nhưng Dựng ở trong mười pháp giới chưa siêu diệt mười pháp giới. Càng tiến thêm một bước, mục tiêu thứ ba, siêu phạm nhập thánh. Trong mười pháp giới đều gọi là phạm phu. Sáu cõi là nội phạm. Pháp giới bốn thánh là ngoại phạm. Chuyển phạm thành thánh Siêu diệt mười pháp giới Bạn liền trụ pháp giới nhất chân Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Bạn ở thế giới hoa tạng Của Tỳ Lô Giá Na Phật Dư Lai Ở Tịnh Tông Bạn ở thế giới cực lạc Của A Di Đà Phật A Di Đà Phật Chính là Tỳ Lô Giá Na tây phương tịnh độ chính là thế giới hoa tạng danh xưng tuy là không như nhau là một sự việc là một cảnh giới cho nên chúng ta phải nên hiểu phải tường tận từ ở nơi thứ lớp nào để học tập nhất định phải thu được hiệu quả của thứ lớp đó a di đà phật ở nhân địa đã đem những sự việc này làm cho rõ ràng rồi làm cho tường tận rồi cho nên chọn lựa của ngài là siêu dược tất cả chư phật như lai bởi vì chư phật như lai còn có ba thừa báo độ còn có năm thừa báo độ chư phật như lai độ hóa chúng sanh vẫn là nương vào cái tầng thứ này dần dần hướng lên trên a di đà phật đầy đủ trí tuệ chân thật không gì bằng từ bi thù thắng không gì bằng mở ra cho chúng ta một pháp môn đặc biệt có thể khiến cho năm thừa đồng vào báo độ việc này không thể nghĩ bằng đây là trong thế giới chư phật không có chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc có Cho nên gọi là Pháp Môn Đặc Biệt Pháp Môn Đặc Biệt này chính là Ở trong đoạn Kinh văn này Ngài Đã lãnh ngộ ra được Đưa ra một phương tiện đặc biệt phương tiện khéo léo không gì bằng chúng ta phải nhận biết rõ ràng chúng ta phải học tập ngài đạt được rồi cung thận bảo trì bốn chữ này rất là quan trọng chúng ta tu học thành công hay thất bại mấu chốt chính ngay ở trên câu này chúng ta tu hành công phu không có lực thực tế mà nói bốn chữ này chúng ta không có cung là cung kính thận là thận trọng cẩn thận cũng chính là nói nghĩ gì thì làm vậy mỗi niệm nối nhau vĩnh viễn không thay đổi vậy mới gọi là cung thận đó mới gọi là bảo trì tu học ngày nay của chúng ta đã thiếu kém hai chữ này hai chữ này chính là đại sư ấn quang thường hay dạy người cung kính thành kính đại sư ngài nói thành kính một phần thành kính được một phần lợi ích hai phần thành kính được hai phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích cung thận chính là ý nghĩa của thành kính ngày nay chúng ta tu học không luận tại gia xuất gia nghiên giáo học kinh niệm phật dụng công kém khuyết chính là chân thành cung kính tâm thành của chúng ta không đủ cung kính cũng không đủ cho nên công phu niệm phật không có lực ở phật đường chúng ta nhìn thấy tượng phật không hề xem tượng phật là phật thật đây chính là không đủ thành kính người chân thật đầy đủ thành kính nhìn thấy tượng phật giống như thấy phật thật vậy lễ kính thừa sự cúng dường thực tế mà nói vào nửa thế kỷ về trước thông thường Đại chúng vẫn có thể Có tâm Cung kính Thí dụ Khi xem thấy trường bối Ở thế gian Xem thấy trưởng quan Xem thấy tổng thống Tuy là họ không có học qua tự nhiên họ liền sẽ phải cung phải kính không có người dạy họ nói chuyện thanh âm cũng nhỏ đi đường bước đi cũng nhẹ nhàng loại thái độ cung kính chân thành đó rất rõ ràng bạn liền có thể thấy ra được thế nhưng sau đâm bi đâm ngày nay thì không được ngày nay mọi người dân chủ mở rộng tự do mọi người đều lớn như nhau xem thấy tổng thống ông có gì cừ khôi chứ ông cũng gần giống như tôi thôi mà cho nên nói một chút tâm cung kính cũng không có xem thấy cha mẹ sư trưởng cũng là như vậy học nghiệp đạo nghiệp làm sao có thể thành tựu cho nên nói hiện tại cơ hội nhiều hơn so với trước lúc trước chúng ta được một quyển sách thật là không dễ dàng phải chép lại có được một bộ kinh sách quyển đóng vào thời xưa không dám viết chữ ở trên đó không dám đánh ký hiệu ở trên đó chỉ muốn dùng nó thì phải làm sao phải chép ra một quyển khác chép ra một quyển ở trên đó chính mình làm chú giải đánh dấu hay móc ngoặc thì ở trên quyển này cũng chính là sơ học lên bục giảng giảng kinh mới dùng cái cuốn này nguyên bản thì không được đụng đến sách xưa này là đời đời truyền nối nhau chúng ta xem rồi còn phải truyền lại cho đời sau bạn nói xem thời xưa cổ đến mức nào khi tôi mới bắt đầu học phật là chép kinh không dám đụng đến nguyên bản hiện tại trên tay tôi vẫn còn một số sách kết chỉ thời xưa các vị đi xem qua thì liền biết được khi tôi dùng vẫn là phải chép ra thế nhưng hiện tại thì thuận tiện hiện tại có thể chụp ra thuận tiện quá nhiều hiện tại duyên thù thắng hơn quá nhiều so với ngày trước thế nhưng tâm cung kính không có thành tựu khó hơn nhiều so với người trước chúng ta cầu học gặp được thiện tri thức thiện tri thức tại vì sao chăm sóc bạn đến như vậy tại vì sao đặc biệt quan tâm bạn giúp đỡ bạn thành toàn bạn là bởi vì bạn có tâm cung kính bạn chân thật muốn học bạn chân thật lấy học tập xem thành một việc lớn bạn rất thận trọng rất nỗ lực thiện tri thức nhất định phải giúp đỡ bạn họ không giúp bạn là họ có lỗi với bạn nếu như thái độ của bạn đối với học tập không hề chuyên tâm tùy tiện qua loa thì thiền trí thức không hề quan tâm bạn vì sao vậy chăm sóc bạn phí công uổng sức không ít gì cho nên lời của ấn tổ chúng ta liền hiểu bạn có một phần thành kính thiện tri thức chăm sóc một phần đối với bạn bạn có hai phần thành kính thì chăm sóc đối với bạn hai phần sẽ không chăm sóc nhiều chăm sóc nhiều không ít gì thời gian tinh thần đều lãng phí nếu như bạn có tâm thành kính chín phần mười phần họ muốn chăm sóc bạn chỉ có tám phần chín phần thì họ có lỗi với bạn cho nên chúng ta chính mình cầu học cung thận bảo trì bốn cái chữ này nhất định phải đầy đủ ngay đời này của chúng ta mới có thể có được thành tựu nhất định phải đem việc học tập xem thành một việc lớn duy nhất ngay trong đời này chăm chỉ nỗ lực học tập là sự việc của một đời sống đến già học đến già vẫn học không hết đời sau vẫn phải làm tiếp đời đời, đời kiếp kiếp từ sơ phát tâm mãi đến như lai địa ở trong kinh phật trong kinh đại thừa thường nói vô lượng kiếp a di đà phật thời gian tu hành ở nhân địa đầy đủ năm kiếp năm kiếp này là đại kiếp không phải là tiểu kiếp Nếu bạn không phát ra cái tâm dài lâu Thì làm sao được Quyết định không thể nói tôi tu học Học được 10 năm, 8 năm, 20 năm, 30 năm Có thể không cần phải nỗ lực nữa Vậy thì bạn sai rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm Bạn có thể học được thứ gì chứ không được có ích cho là đủ dục vọng phải nên ít muốn biết đủ cầu học cầu đạo thì không thể nào ít muốn biết đủ vừa biết đủ thì bạn không thể nào hướng lên trên Cho nên Phải không ngừng tinh tấn Mãi đến như lai quả địa Đó mới là chân thật vô học Bồ Tát Đẳng Giác vẫn phải tu học Giữ gìn tốt nhất Có thể làm đến Nhậm giận tự trì Cái công phu này Mới gọi là chân thật có lực Cũng chính là Một chút ý niệm miệng cưỡng Cũng không có Dĩnh diễn Giữ gìn Hứng thú học tập Cao độ Thế nhưng, muốn đạt đến được cảnh giới này thì không phải dễ dàng. Tại vì sao Phật Bồ Tát có thể đạt đến được cảnh giới này? Chúng ta cũng thể đạt được. Học tập của chúng ta không có được thọ dụng. Cho nên, cự ly cách rất xa với cái cảnh giới này. Chư Phật Bồ Tát làm sao có thể đạt đến được cái cảnh giới này? các ngài có được thọ dụng thọ dụng là pháp hỷ sung mãn trí tuệ vô lượng từ bi vô lượng từ bi trí tuệ pháp hỷ đều là từ trong nội tâm giống như dòng suối ngầm trào dâng lên làm sao các ngài có thể giải đại? Làm sao các ngài có thể mất đi? Ngày nay chúng ta học tập Cái cảnh giới này không xuất hiện Học được rất khổ sở Học được rất khổ não Khi nghỉ hè thì rất vui mừng Hôm nay có thể không cần phải học rồi Bạn nói xem có còn cách nào không? Người ta học tập Khi học tập có an vui Bất cứ thú vui nào của thế gian Đều không vui thú bằng học tập Cho nên mới có thể Nhậm giận bảo trì Lại hỏi Tại vì sao người ta học được vui thú đến như vậy Chúng ta học không có được vui thú vậy Tôi đem cái đạo lý này nói ra với các vị Thứ mà người ta học tập được Đều thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày cho nên an vui cái chúng ta học tập được thì không liên quan gì với đời sống của chúng ta vậy thì học tập đương nhiên là rất khổ cũng chính là nói học rồi bạn lập tức phải làm nỗ lực làm đến được niềm vui ngay trong đó bạn xem qua luận ngữ câu nói đầu tiên học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ đi là khổng lão phu tử bạn học học được thế nào học rồi phải thực tiễn tập chính là thực tiễn tập ngày nay chúng ta gọi là nuôi thành thói quen thực tiễn triệt để chân thật thực tiễn mỗi giờ mỗi phút đều thực tiễn thời tập chi pháp hỷ liền tràn đầy Duyệt cùng lạc, không như nhau. Lạc là do tác động của bên ngoài, hưởng thụ vui thú của năm dục sáu trần. Còn duyệt là an vui từ trong nội tâm lưu xuất ra bên ngoài, không phải từ bên ngoài đến. Bạn có thể học tập những đạo lý này, những phương pháp cảnh giới này, toàn bộ thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, thì an vui, an vui công gì bằng. Pháp hỷ sung mãn mới có thể bảo trì. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Hiểu rõ chân tướng sự thật, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Nhất định phải đem nó làm cho được. An vui chính là khỏe mạnh. Ngàn ngữ Trung Quốc thường nói Người gặp việc vui Tinh thần thoải mái Một ngày từ sớm đến tối Họ đều an vui Tinh thần của họ làm sao mà không tốt chứ Thân tâm khỏe mạnh Chân thật là an vui không gì bằng Con người đều ưa thích, muốn liệt khổ được vui, những việc an vui đến như vậy họ không cần Ngày ngày muốn đi tìm việc khổ cực Bạn chẳng phải là điên đảo hay sao Tu học của Phật Pháp Các vị ở nơi đây Có thể được an vui lớn Bạn tu học đúng Pháp Tu học như lý như Pháp Nhất định được an vui Đắc lạc chính là lìa khổ bạn nhất định là tăng thêm trí tuệ tâm từ bi thêm lớn gọi là phá mê khai ngộ tu tập công đức tu tập công đức là lợi tha cung thận bảo trì là tự lợi có thể tự lợi thì sau đó mới có thể lợi tha bốn cái chữ này tu hành phát nguyện lệ lấy, lấy hành thực tiễn nguyện cái nguyện này không phải là giả là chân thật tập vẫn là từ trên ý nghĩa sâu hơn một bậc mà nói đã hoàn toàn thực tiễn đã nuôi thành một loại tập quán mới đại đức xưa đã nói chuyển quen thành lạ chuyển lạ thành quen phàm phu thói quen là tạo ác thân ngữ ý tạo tác mười ác nghiệp quen thuộc không cần người dạy thì họ cũng biết làm hiện tại phật dạy bảo chúng ta mười ác nghiệp là sai lầm phải đem nó chuyển đổi lại chuyển đổi lại chúng ta thành mười thiện mười thiện thì chúng ta không quen thuộc nghe phật dạy bảo chúng ta đến học tập rất mới lạ thế nhưng bạn có thể rất chăm chỉ sức nỗ lực gắng sức không thôi đem cái lạ lần lần chuyển thành cái quen khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng với mười nghiệp thiện vậy thì bạn quen rồi trước đây hoàn toàn trái ngược với mười nghiệp thiện đó là tâm mười nghiệp ác hành vi của mười nghiệp ác hiện tại dần dần xa lìa không còn tạo tác nữa đó chính là chuyện quen thành lạ đây là chuyện đổi lớn đến 180 độ đây gọi là tu tập tu là tu chánh tu sửa thói quen sai lầm nuôi thành tập quán chính xác tập quán chính xác chính là năm giới mười thiện Khi tu học có công Công là chúng ta gọi là công phu Bạn tu hành có công Có công thì sau đó ác sẽ có đắc Năm giới mười thiện tu hành có công Đức là gì vậy? Không đọa ba đường đây là bạn đắc không đọa ác đạo dùng cái công này đời sau được quả báo thù thắng trời người đi gọi là đức nếu như nâng cao hơn một cấp tu học đại thừa phá mê khai ngộ vậy thì phải có định phải có huệ phía trước năm giới mười thiện đó là có giới bạn có được quả báo là phước báo của trời người giả như nếu bạn có thể tu định tu huệ quả báo của bạn càng thù thắng định huệ là công quả báo là trời sắc giới trời vui sắc giới càng thù thắng thế nhưng bạn vẫn chưa ra khỏi sáu cõi cận dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức để trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật